Cái máy nó còn khỏe hơn nó mệt kia. Tiếp I don't know the here. I don't know ai cả là gì? Bất kỳ ai á. Lordy là không. Đã tôi không quen không ai cả. Phải tôi không quen ai đó ở đây chứ. I don't know anybody. Bằng với lại I know nobody. Được chưa? Tôi không quen ai cả thì nó bằng với lại tôi quen không ai cả. Được chưa? Tiếp đấy, nói chung là có từ every là mọi thứ nha. Some với any là một vài. Và no là không. Được chưa? Và mình có từ thing là thứ gì đó. Things là thứ gì đó. Everything là tất cả mọi thứ. Something, anything là một vài thứ. Và nothing là không thứ nào cả. Thì tương tự, tương tự như vậy, mình có everybody bằng với everyone là mọi người. Somebody bằng với someone là ai đó. Và anybody bằng với anyone cũng là ai đó luôn. Được chưa? Nhưng mà nó dùng trong, nhớ là some dùng trong câu khẳng định, còn any dành trong câu phủ định hoặc nghi vấn. Được chưa? Ai đó. Tương tự như vậy nhé. Giả sử bây giờ không liên quan đến từ, đây em có từ some bằng với any là một vài, đúng không? Ví dụ em muốn nói là tôi có một vài trái cam, nói sao? I have a some a tree. Cái gì? Trái cam là gì? Cam là gì? Orange. Còn cái từ orange juice. Cái từ juice là nước ép, được chưa? So apple juice. Apple juice là nước ép táo, được chưa? Thì tôi có một vài quả cam, được chưa? Thì cái này là câu khẳng định đúng không? Thế tôi không có một vài quả cam thì nói sao? I don't have an orange. Một vài. Some orange. Nào, any có đi với câu khẳng định không? Any. Đúng rồi, any orange. Orange. Được chưa? Cái này là câu phủ định. Hay là bạn cô ấy có một vài quả cam không? Does she have any orange. Some với any nó khác với lại much với many nhá. Some với any đều là một vài và nó dành được, nó dành cho cả cộng với lại đếm được và không đếm được. Không đếm được. Ví dụ, làm ơn hãy đưa tôi một ít nước. Please. Gì? Đưa tôi một ít nước. Give me a little. Nào, một vài em đang sử dụng some hay any mà. Một vài some. Đúng rồi, đây là câu khẳng định đúng không? Some water. Đó. Thì đấy, như anh nhìn thấy là some với any nó đều dùng được trong cả câu đối với lại danh từ đếm được là orange và danh từ không đếm được là water. Được chưa? Okay. Chỉ một cái điều mình cần lưu ý là cái này nó chỉ dành trong câu khẳng định thôi. Được chưa? Ok. Còn cái orange này đếm được. Thế bây giờ ví dụ như là mình muốn nói là không có một chút nước nào ở trong, tôi không có một chút nước nào ở trong bình. Ai gì? I don't have any. Có. I don't have any. Water. In. Bình gì? Bình nước của tôi. In my water. Bình nước mà. Bottle, được chưa? Bottle là cái chai, cái lọ, được chưa?
Thì đấy, ở đây any nó dành cho water, water cũng không đếm được. Tức là cả cái any với some này đều dành cho với cả danh từ đếm được. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Được chưa? Rồi. Nhưng điều khác biệt là gì? Một cái là dành cho câu khẳng định. Khẳng định. Một cái là dành cho câu phủ định. Phủ định và câu hỏi. Đúng rồi, phủ định và câu hỏi nghi vấn, được chưa? Ví dụ, bạn có một chút nước là không? Bạn có một chút nước là không? Ừ. You have a do. Câu hỏi phải đảo lên chứ. Do you have a any water? Water, okay. Do you have any water? Được chưa? Đây là câu hỏi. Mình cũng dùng any luôn. Nó khác với much với many nhá. Much với many đều là hỏi về đấy và đều dịch nghĩa là gì? Much với many dịch là gì? Much là bao nhiêu? Bao nhiêu hoặc là nhiều, được chưa? Nhưng much sẽ đến dùng cho danh từ không đếm được. Đúng rồi. Còn many dành cho đếm được. Đúng rồi. Và hai cái này có phân biệt câu khẳng định phủ định không? Không. Đúng rồi. Ví dụ, tôi có nhiều tiền. I have much money. Tiền không đếm được, đúng không? Ừ. Không ai đếm một tiền, hai tiền nữa. Người ta chỉ đếm 1.000, 2.000 thôi. Tôi không có nhiều tiền. I don't have much money. Bạn có nhiều tiền không? Do you have much money? Rồi, ok. Đó, tức là đây là câu khẳng định cũng dùng được với much. Đây là câu phủ định cũng dùng được với much. Và đây là câu hỏi cũng dùng được với much, được chưa? Tiếp many. Tôi không có nhiều tôi không có nhiều cái gì ta? Tôi không có nhiều. Tôi quên mất. Tôi không có nhiều cái bát. Nhưng xíu. Tôi có nhiều bát nữa hả? I have many. Many. Bát là cái gì? Bowl. Bowls. Đó, thì anh nhìn nào. Cái bowl là danh từ đếm được. Nên là sau many mình phải thêm s ở đằng sau bowl. Tại vì hôm trước mình nói là mình thêm s và es đối với danh từ số nhiều và động từ làm sao? Động từ bị chia, đúng không? Tôi không có nhiều bát sẽ là I don't many. I don't have many bowls. Bowls. Tiếp. Bowls. Bạn có nhiều bát không? Do you have a many bowl? Đó. Phân biệt kỹ much với many với lại some với any nha. Ok. Rồi. I'm sure I'd have to take the medicines for 2 weeks. Tôi chắc chắn là tôi phải uống cái chỗ thuốc này cho 2 tuần, được chưa? Okay, do you need anything else? Else là gì? Khác. Có vẻ là đây là câu hỏi đúng không? Nên là mình không dùng something mà mình phải dùng anything, được chưa? Okay. Yes, I need some burn ointment. Burn ointment là gì? Một loại burn, không biết cái này. Không nhớ, em nhớ lại. Burn ointment. Ointment là thuốc mỡ, chưa? Thuốc mỡ chị bọng á. Gauze. Gauze là gì? Gauze. Băng gà, chưa? Băng gà. Aspirin. Thuốc giảm đau, được chưa? Còn antibiotic là thuốc gì? Antibiotic là kháng sinh. Rồi, here you go, thuốc của anh đây. Thank you. How much is this all together? All together là gì? All together, cái gì cùng nhau ấy.
tất cả cùng nhau được chưa? Tiếp. Anh đọc tiếp đi. 200 and 8,000 đồng. Là có nghĩa là 280.000 đồng. 80 đâu ra 80 mới là 80 mà. 208.000 đồng. Đúng rồi, tiếp. What's your name? Bạn muốn nó tất cả. À bạn muốn cho tất cả vào trong túi bóng không? Ừ, trong một cái túi bóng chứ. That's okay, được rồi. Chỉ ở thì để đặt nó ở sau lưng. Rồi. Trong hỏi tiếp. Anh là người A nhé. I have a pen in my bag and I did something to kill this pen. Kill. Được chưa? Kill. Okay. Do you have a prescription, Miss? Prescription là gì? Prescription là kê đơn. Prescription là đơn thuốc được chưa? Kê đơn. Tiếp. What? À, anh là người A nè. What? No, I don't. Well, I can only give you this kind of regular tablet. Tablet là gì? Viên thuốc. Đúng rồi, regular là gì? Regular. Thông thường được chưa? Tại vì không có đơn thuốc nên là người này chỉ có thể đưa cho cái bà đó những cái thuốc thông thường thôi. Then it's an effective product. Effective là gì? Không nhớ. Effective là hiệu quả, có hiệu quả được chưa? Product là sản phẩm. Tiếp. Sản phẩm hiệu quả. I don't care as long as it works. As long as là gì? Là càng lâu càng gì? Không, as long as là miễn là, được chưa? Tức là cái bà này nói là bà có đơn thuốc không? Bà này bà kêu là không. Well, vậy thì tôi chỉ có thể đưa cho bà một số cái viên thuốc đơn giản thôi, đơn thuốc thông dụng thôi á. Bà nó thì là những cái hiệu quả rất là có ích. Xong cái bà A bà nói nó là gì? Tôi không quan tâm, miễn là nó hoạt động. Đấy là miễn là mấy cái thuốc đấy nó làm cho bà này bớt đau ở cái lưng đi là được. Chưa? Tiếp. Do you want me to grab it up for you? Grab là gì? Grab là gói á, gói bọc lại á, chưa? Grab gói rồi. That's not necessary. Just tell me how I should touch them. No, not necessary là gì? Necessary. Nó không. Bà này bà hỏi là bà có muốn tôi gói cho bà không? Bà này bảo là nó không gì gì đó. Bà chỉ cần bảo tôi cách uống nó là được. Necessary là gì? Không quan trọng. Được, cần thiết, được chưa? Bà có muốn tôi bọc lại không? Không, nó không quan trọng đâu. Kiểu khi mà anh kiểu ai đó kiểu đề nghị anh làm, đề nghị làm cho một cái gì đó thì anh có thể nói là no, not necessary. Là không, không cần thiết đâu. Cái cụm not necessary này, được chưa? Sure, 2 tablets, 3 times a day. Câu này dịch sao? Chắc chắn rồi, 2 viên thuốc 3 lần mỗi ngày. Ok, tiếp. Prescription là gì? Prescription là đơn thuốc. Anh đọc cái câu này đi. Give the prescription. 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 Prescription.
prescription, prescription. Prescription. Rồi. From doctor to the pharmacist. 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 Pharmacist là ai? Người pharmacist là y ở trên gọi là gì dược 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 gì dược sĩ. Rồi tiếp. You will get the necessary necessary. Necessary là gì? Necessary. Nó không không phải vấn đề quan trọng. Mình sẽ gọi là gì? Vấn đề mới nói thì sao? Necessary là gì? Cần thiết. Yeah. Not necessary là không cần thiết. Yeah. Câu này là bạn đưa cái đơn thuốc từ bác sĩ cho cái dược sĩ thì bạn sẽ nhận được những cái viên thuốc cần thiết, được chưa? Cái từ tablet nó bằng với từ drug, bằng medicine, và từ bằng với từ pill đều là viên thuốc, được chưa? Thuốc. Được chưa? Viên thuốc cần thiết. Tablet. Necessary là gì? Cần thiết. Ok, tiếp nha. Aspirin là gì? Aspirin. Aspirin. Thuốc thuốc gì? Thuốc trị. Thuốc trị đau đầu. Giảm đau đầu. Ừ, thuốc giảm đau được chưa? Anh đọc câu này đi. Aspirin can reduce can reduce fever headache ek cái chữ chờ nên mình đọc là khờ nha. Ek headache âm cờ đâu. Headache tiếp. Toothache. Tiếp. Toothache. And muscle. Urges là cái gì? Ache là gì? Ache là đau. Đau nó bằng với từ gì? Pain. Đúng rồi, pain. Thì cái thuốc này nó reduce, làm giảm sốt nè, giảm đau đầu, đau răng và đau muscle là gì? Cơ bắp. Rồi, ok, đau cơ. Tiếp, painkiller. Pain là gì? Pain là đau. Kill là gì? Kill là gì? Cái từ K-I-L-L là gì? Giảm đau. À, cái từ kill là giết. Pain là nỗi đau, giết nỗi đau, thuốc giết nỗi đau, tức là thuốc giảm đau á, painkiller. Được chưa? For example, like Panadol Extra is a painkiller. Anh đọc hết đi. Panadol Extra is painkiller. Ừ. Reduce. Arthritis là gì? Cái gì cơ? Arthritis là gì đây? Đau cơ, đau gối. Đau gì? Đau khớp. Đau xương. Đau khớp. Painkiller được chưa? Đây arthritis, đau khớp. Tiếp, cough mixture là gì? Giảm ho. Mixture là gì? Chủ.
Mixture là hỗn hợp, được chưa? Cough mixture là thuốc ho, được chưa? Rồi. Tiếp, diarrhea tablet là gì? Giảm táo bón. Diarrhea là gì? Tiêu chảy. Đúng rồi. Ví dụ, đáp anh nào đi. Heparin is famous diarrhea tablet. Tablet. In Vietnam. Famous là gì? Heparin is a famous. Chị ạ. Famous là nổi tiếng. Heparin là một cái thuốc táo bón nổi tiếng ở Việt Nam, được chưa? Ví dụ a famous singer là gì? A famous singer là gì? Singer là gì? A golden singer. Singer chứ không phải single. Hát ca sĩ nổi tiếng. Đúng rồi, ca sĩ nổi tiếng. Rapper nổi tiếng thì đọc sao? Famous rapper nổi tiếng. Famous rapper. Rồi, ok, yeah. Tiếp nha. Mình có từ constipation là gì? Anh quên. Nó đối lập với lại từ diarrhea. Diarrhea là gì? Tiêu chảy. Thì constipation là gì? Táo bón. When you don't eat enough fiber from vegetable. Enough là gì? Đủ. Fiber. Anh không ăn đủ cái gì từ rau thì anh sẽ bị táo bón. Chất xơ. Đúng rồi, fiber là chất xơ, được chưa? Còn diarrhea khi mà anh get food poison. Food poison là gì? Poison. You get food poison. Chất độc. Get food poison là bị ngộ độc thực phẩm. Poison là chất độc. Thì mình có từ constipation đây. Còn từ diarrhea thì đây, được chưa? The reason of constipation is you don't eat enough fiber from vegetable, and the reasons for diarrhea is you don't get you get food poison. Is this right? Okay, next one. Cái câu này là ở đâu đấy anh có nhớ? What's the bottom of the bottle? Cố lên là chất kép. Ở cuối của chai rượu bạn là chất độc. Ở cuối của cái chai bạn là cuối. Bottom là ở đáy. Ở đáy của cái chai thì bạn là chất rượu ở trong. Bạn là chất độc ở trong cái rượu. Ở trong cái là bài hát hôm trước em bảo anh nghe mà chắc anh cũng không nghe. Tiếp nhé. Eye drops là gì? Thuốc nhỏ mắt. Eye drops. Yeah, drop là giọt. A drop of water, một giọt nước, được chưa? Đây, ai nhỏ mắt. Tiếp, laxative. Laxative là thuốc chỉ gì đây? Thuốc chỉ đi à? Táo bón. Anh đọc cái này đi. Has I stuck in WC for half hour. Please buy for me. Laxative. Okay, laxative. E nha, laxative. Laxative.
Laxative. Laxative. No, laxative. Là stuck in là gì? Stuck in. Wow. Đi vào. À, để cái gì vào. Tôi ngồi. À, ngoài ngồi. Stuck in là bị kẹt đấy chưa? Giúp giúp tôi với, tôi bị kẹt trong WC 2 giờ rồi. Làm ơn hãy mua cho tôi thuốc gì? Thuốc trị táo bón được chưa? Tiếp nha. Sleeping tablet. Câu này dễ rồi đúng không? Đúng rồi, tablet là viên thuốc mà. Câu này he tried to suicide by sleeping tablet. Suicide là gì? Ví dụ he suicide bằng he kills himself là sao? Anh ta gì? Anh ta giết. Giết ai? Chính bản thân anh ta. Ừ, thì có, thì cái từ suicide có nghĩa là anh ta làm sao? Anh ta tự 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 vẫn được chưa? Suicide. Tự vẫn à? Ừ, I suicide thì bằng I kill myself. Còn she suicide bằng she kills herself. Cái từ myself, himself, herself được gọi là đại từ phản thân hôm trước học rồi nha. Từ đó chắc ít dùng. Cũng dùng nhiều. Ví dụ kiểu khi mà anh khẳng định là anh tự thân làm một cái gì đó thì anh sẽ đại dùng đại từ phản thân đó. Myself. Ừ. Tiếp, đây này đại từ phản thân, ví dụ myself. Ví dụ myself là tự tôi nè, yourself tự bạn nè. Ví dụ I do my homework là tôi làm bài tập về nhà. Nhưng anh bây giờ anh muốn nhấn mạnh là tự anh làm bài tập về nhà thì anh sẽ nói là I do my homework by myself, được chưa? Bằng bản thân tôi. Ừ. Yourself là bản thân của bạn đúng không? À, himself myself, thân của anh ấy, herself bản thân của cô ấy. Themselves. Bản thân của họ. Ourselves. Bản thân của chúng tôi. Itself. Bản thân của nó. Nào, hôm trước em còn nói là cái chữ mà kết thúc bằng chữ F thì sang số nhiều sẽ chuyển thành chữ F, sẽ biến thành V thêm ES đúng không? Ừ. Thì đây là myself, có phải kết thúc bằng chữ F đúng không? Ừ. Bây giờ chuyển sang them là họ. Họ là có phải có nhiều bản thân của họ đúng không? Ừ. Thì mình sẽ thêm chuyển F thành V ES, tương tự với chúng tôi cũng là nhiều người thì chuyển V F thành V ES. Được chưa? Được. Trong cái bài hôm trước có I might hate myself tomorrow là gì? Tôi ghét bản thân của tôi. À, tôi ghét bản thân tôi ngày hôm qua. Tomorrow là ngày mai được chưa? Tôi có thể ghét bản thân tôi vào ngày mai. Do it by yourself là gì? Nó nó có vòng à, có bản thân của bạn không ấy. Sợ nó có bản thân của bạn không? Do it, hãy làm nó bằng bằng chính bạn. Đây có phải là câu hỏi không? Câu hỏi nó phải có dấu hỏi chứ đúng không? Yeah. Với lại it là nó thì do phải chia thành does đúng không? Yeah. Nhưng mà đây là họ đang ra lệnh cho anh á là you do it by yourself. Nhưng mà đây là câu ra lệnh nên là người ta sẽ bỏ chữ you đi luôn, được chưa? Ra lệnh cho anh mà. Rồi tiếp, I buy this house by myself. Dịch là gì? Tôi mua nhà bằng chính bản thân của tôi. Ừ, đúng rồi. Tiếp nhé. Travel sickness tablet là gì? Thuốc chống say xe. Ừ, cái từ travel là di chuyển, dịch chuyển. Đúng không? Sick là gì? Ốm. Sickness là cơn ốm. Kiểu say xe bị ốm á, gọi là say xe. Tablet là viên thuốc, được chưa? Sleeping tablet là thuốc ngủ. Còn travel sickness tablet là thuốc say xe. Anh đọc em câu này đi. Mầm mầm
Always. My mom vẫn lộn thành mom mom kìa. Mom mom như ăn à? David. My mom always needs travel sickly tables. Table ở đâu ra? Tablet. 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 When she goes to somewhere by car. Somewhere là gì? Bất cứ nơi đâu. Bất cứ nơi đâu là everywhere. Somewhere là gì? Một nơi nào đó, được chưa? Nowhere là không nơi nào cả. Okay. Được chưa? Okay. Do you often use travel sickness tablet? Em đang hỏi anh là do you often use travel sickness tablets? No. No. So you don't have travel sickness? Vậy bạn không bị say xe đúng không? No. Trời ơi, anh phải trả lời làm sao để mà có xài từ travel sickness đi chứ? Cứ no 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 hoài. I don't travel sickness. I don't have. I don't have travel sickness. So you don't buy. So either anyone in your family use travel sickness tablets? Either anyone in your family use travel sickness tablet? Either anyone, có ai đó in your family, ở trong gia đình bạn, use travel sickness tablet, sử dụng thuốc say xe không? Yes. My mom. My mother. Cái từ mẹ của tôi. Cái từ mom nó bằng với từ mother nhé. Ok. Ok, tiếp. Get IV hydration là? Là gì? Chuyển nước. Ừ, đúng rồi. Get IV hydration là chuyển nước đấy chưa? Nhớ nhá. Get IV hydration. Còn nếu như mà có mỗi get hydration thôi, hydration là bù nước á. Hydration là bù nước. Nếu anh nói là get hydration, tức get mà không có từ IV ở đây nè, mà mỗi get hydration thôi, thì có nghĩa là kiểu giống kiểu anh uống cái nước bù điện giải này kia ấy, thì nó gọi là get hydration. Nhưng mà nặng hơn là get IV hydration, là lúc đấy anh phải kiểu truyền nước vào trong cơ thể á. Được chưa? Truyền nước muối. Rồi tiếp, inject là gì? Inject. Tiêm. Tiêm đúng rồi. Inject và injection đó. Đấy là bài của hôm trước. Thì sau khi mà mình đi vào trong cái hiệu thuốc thì mình sẽ nói cái gì? Bây giờ anh muốn học bài đi vào trong ngân hàng hay là mình ôn lại cái bài mà gặp bác sĩ? Bài bác sĩ để anh ôn lại sau đi. Nhưng mà mình học bài mới đi. Okay. Cái thuốc này nói chung là anh cũng phần đó. Tiếp. À, anh có muốn kiểu ôn ôn lại quá khứ đơn không? Tại vì em thấy quá khứ đơn anh kiểu mơ hồ quá. Quá khứ đơn á? Sai tè le luôn á. Thế anh được, không có lắm. Ok. Quá khứ đơn thế thì em thì sai luôn. Ok, quá khứ đơn gọi là simple past tense thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn á, tức là chỉ những, đây nha, anh tưởng tượng nè. Em có một cái dòng thời gian như thế này. Đây. Thì cái chỗ này chia ra.
Nó diễn ra ở quá khứ nhưng mà đã kết thúc rồi đúng không? Đúng rồi. Còn thì hiện tại đơn thì sao? Hiện tại đơn thì nó xảy ra ở hiện tại. Đúng Xảy ra chung chung ở hiện tại đúng không? Còn hiện tại không? tiếp diễn thì sao? Tại tiếp diễn thì nó vẫn nó diễn ra ở trong thời điểm mình đang nói này, Đúng rồi, là ví dụ đúng rồi, như đúng thế. rồi, đúng rồi đó. Present. Đây là quá khứ, past. Anh học thì tương lai chưa? Ví dụ muốn nói là tôi sẽ đi làm vào ngày mai á. Nói chung là anh cũng học qua Ừ. rồi. Thế thì tương lai là Will gì? I will với I'm going to á. Có vậy thì tương lai á thì nó sẽ có hai cái, một là tương lai mà đã có mà chưa có kế hoạch từ trước thì mình sẽ dùng với will. Ví dụ nhé. Ví dụ là đây. Ủa sao nó không in được nhỉ? Đây. Giả sử như là anh gặp một bà cụ đúng không? Xong bà cụ đó bê rất là nhiều đồ thì anh sẽ nói là cháu sẽ giúp bà. Tức là anh từ trước anh đã có kế hoạch giúp bà cụ đó chưa? Chưa. Chưa. Chưa nên là cái câu đấy mình sẽ dùng will được. Tức là will dùng cho cái mà chưa có kế hoạch sẵn. Đây, chưa. Chưa. Chưa có kế hoạch, đi chưa? Chưa có kế hoạch thì mình sẽ dùng với will. Dùng với will. Và câu khẳng định là gì? Ví dụ cháu sẽ giúp bà. Will I will gì nữa? help you. Đúng rồi. Thế cháu sẽ không giúp bà đâu. Ai gì? I don't. No, 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 no. Sao lại don't ở đây? Don't dành Sao? cho present thôi. I will not Not. help you. Not. Được chưa? Và mình có từ Will will not nó bằng với từ gì? will not bằng out Won't. win. Được chưa? Câu đấy mình có thể viết là I won't help you. Được chưa? Ok. Còn thế bây giờ bà ấy hỏi là cháu sẽ giúp bà chứ? Đã đến đâu? Can I help Không, can là có thể, sẽ mà. Will you you help me? Chưa? up? Will. Bạn sẽ giúp tôi chứ? Rồi. Đây, đây là câu khẳng định nha. Đây là câu phủ định, nhớ là will thì bằng won, à will not thì bằng won't. Và câu nghi vấn đảo will lên đầu, được chưa? Thế bây giờ em muốn hỏi là khi nào bạn giúp tôi thì hỏi sao? Khi nào bạn sẽ Khi giúp tôi? nào bạn giúp tôi gì? Khi nào bạn sẽ giúp When tôi? you help Ơ kìa. When will khi you nào? help me chứ? Câu hỏi phải có một cái trợ động từ chứ. Bình thường trong trong When you trong câu trong hiện tại đơn á thì sẽ là when do you help me đúng không? help Nhưng mà mình đang là thì tương lai đơn, hiểu chưa? me? Đúng Rồi, tiếp. Tương lai nó còn một cái nữa là tương lai có kế hoạch. tương lai có kế hoạch nào nó sẽ xảy ra ở tương lai thì cố Không, hả? tương lai có kế hoạch là mình sẽ lên kế hoạch từ trước. Tức là mình nói từ trước rồi. Ví dụ, em bảo là em sẽ chuyển vào Đà Nẵng vào tháng 9 này. Tức là em đã có kế hoạch đi vào Đà Nẵng rồi. Được chưa nào? Ví dụ, Rồi. đây. Có kế hoạch. Đấy, ví dụ em nói là tôi sẽ chuyển vào trong Đà Nẵng vào tháng 9 tới. Nói sao? Ai gì? I will. No, 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 Tôi sẽ chuyển gì nữa? không. Tôi Đây nhá, từ từ. Thế là anh chưa học cái này rồi. Từ từ. Nó sẽ chia ra làm hai cái. Là cùng là tương lai nhá. Cùng là thì tương lai. Nhưng cái này phải nhìn, phải nắm rõ nào. Một cái là chưa có kế hoạch. Ví dụ như là cái đứa bạn anh nói là ôi tôi khát nước quá.
Xong cái anh nói là ngồi đấy tôi sẽ mang cho bạn ít nước, tức là anh chưa có kế hoạch mang nước cho bạn anh từ trước đúng không? Ừ. Cái thứ hai là ví dụ anh nói trước là tôi sẽ đi ra nước ngoài và làm việc như một tài xế, thì có phải đây chính là kế hoạch của anh đúng không? Và anh đã có kế hoạch rồi nên là trong tương lai anh sẽ làm theo cái kế hoạch đấy. Thì tức là cái này là có kế hoạch, được chưa? Nó sẽ phân chia ra nhá, chứ không phải là will, nó sẽ là kiểu ngẫu hứng. Còn cái không có ngẫu hứng nó sẽ khác nhau nha. Mình phải nói để cho người ta tránh hiểu nhầm cái ý của mình, được chưa? Nếu mà chưa có kế hoạch thì sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng will cộng với lại verb không chia đúng không? Ví dụ như là I will Well, give you you some water. Tôi sẽ đưa cho bạn một chút nước, được chưa? Ok. Đây là câu khẳng định dùng some nhé. Rồi. Tiếp, câu phủ định thì là gì? Động từ cộng will not Cộng verb gì? động từ verb không Không. chia Và từ will not nó sẽ bằng gì? Chủ ngữ cộng won't, được chưa? Cộng với lại verb không. Ví dụ tôi sẽ không đưa cho bạn chút nước nào đâu. Ai gì? I won't Gì nữa? cộng vào giver You. you water some water Nào, some có dùng trong câu phủ định không? any water Rồi. Chưa? Nhớ nhá, any dành trong câu nghi vấn. À, câu phủ định, câu nghi vấn. Tiếp, câu nghi vấn thì viết sao? Đạo gì lên đầu? đu Sao lại đu, không có đu ở đây? à đảo công nghi vấn gì Ừ. đảo will not Well, không có nó. will cộng chủ ngữ cộng Verb không được chưa? verb không Yes thì là yes phẩy chủ ngữ cộng will. Will No thì ra chủ ngữ cộng gì? watch Đúng rồi, no watch chủ ngữ cộng want. watch Ví dụ bạn sẽ đưa tôi một ít nước chứ? Hỏi sao? bạn sẽ đưa tôi Ừ. I Bạn mà. will will Bạn I mà. Chủ ngữ ở đây là bạn hay là tôi? you will Will you? give a you give a me any water Ừ, được chưa? Rồi. Đây là câu câu phủ định quá. à không Sao là câu phủ định, câu nghi vấn mà. Câu hỏi á, được chưa? ừ. Đây, để em bôi vàng nó luôn. Rồi, tiếp. Bên có kế hoạch rồi thì nó sẽ khác nhé. Có kế hoạch á, thì sẽ là chủ ngữ cộng với lại am hoặc is hoặc are cộng going cộng cộng to verb không, được chưa? Em cho chữ to lên tí được Dạ được. Được chưa không? anh? Đấy. Ví dụ tôi sẽ đi nước ngoài vào năm sau. I am going vào năm sau Ờ, tôi sẽ đi nước ngoài mà. Đi là gì? go go to Sao go to nữa? Go abroad là đi nước ngoài luôn, được chưa? Go abroad next year. Tôi sẽ đi nước ngoài vào năm sau, được chưa? Rồi. Tiếp. Hay là tôi sẽ du lịch Hawaii vào năm sau đi. I'm going to travel Rồi. to Hawaii Tôi
How Vào mùa I hè sau đi. Vào kỳ nghỉ hè sau, next đi. Late Summer vacation chưa? Vacation là kỳ summer. nghỉ, kỳ summer vacation là kỳ nghỉ hè, còn winter vacation là kỳ nghỉ đông, thấy chưa? No. Ừ. Đây là cấu trúc của nó. Tiếp. Câu phủ định tôi sẽ không đi Hawaii thì sẽ nói sao? Ai gì? Câu đọc cấu trúc đi, chủ ngữ cộng gì? Tôi sẽ không đi á. Em. I am. À, quên, gọi là I am not I am not đi. Going to. Vừa đi em nước ngoài. bảo Go gì? không đi. Go abroad. Được Go chưa? abroad. Next year. Được chưa? Vậy cái cấu trúc của Yeah. nó sẽ là chủ ngữ cộng am hoặc is hoặc are cộng gì nữa? Not. Not cộng going to Du. cộng verb gì? Không. Rồi, ok. Good. Tiếp nha. Là hỏi ai đó có dự định đi đâu không thì mình sẽ đảo gì đâu. Đảo Ừ. đảo to be lên. Đúng rồi, am, is hoặc a lên xong đến gì? Cộng Nào, cộng cộng gì đã? going cộng Đây, cộng cái chủ câu này. Đúng rồi, sau khi ngữ mình đảo amia lên thì tiếp theo là chủ ngữ cộng với lại going going to cộng verb gì? không Đúng không? à. Nếu yes thì sao? Yes. Ví dụ có anh ta có thì là yes he gì? He Đúng rồi, còn no he. not. Đúng rồi, no he isn't hoặc no he is not cũng được. Vậy anh hỏi là bạn sẽ đi du lịch, bạn sẽ bay đến Sài Gòn tuần tới chứ? Hỏi sao? Are you going to Bay Hồ là Chí gì? Minh Fly. fly Bay tới. bay tới tu Hồ Chí Minh Rồi, ok. City Tuần sau. năm sau là gọi là next year. Rồi, tuần sau thì là next gì? Tuần sau là next week. Đúng rồi, next week. Rồi, ok. Vậy anh nhớ nắm rõ khi nào dùng Amia going to, khi nào dùng will nhá. Một cái là chưa có kế hoạch, một cái là có kế hoạch, nhớ chưa? Nhớ rồi. Ok. Tiếp Đó, bây mấy cái giờ. kế hoạch sẽ dùng Will rồi. Ừ. Đấy, bây giờ hiện tại là anh chỉ cần học hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn là ok nè. Tương lai anh học được hai cái thì tương lai ok rồi. Bây giờ chỉ còn một cái nữa thôi, anh cần học đó là thì quá khứ, nắm cho chắc vào nha. Quá khứ đơn nhỉ. Ừ, quá khứ đơn nắm cho chắc. Em ôn lại cho nó chắc chứ em thấy anh mông lung quá trời luôn. Quá khứ đơn là chỉ những cái việc á mà đã xảy ra. Sao cái Unity của cái máy này nó làm sao quá khứ đơn là những cái việc bắt đầu trong quá khứ và và nó đã làm sao? Đã kết thúc. Ừ, và đã kết thúc trong quá khứ rồi, được chưa? Ví dụ anh sinh năm bao nhiêu? 93, 1993. Ừ, thì anh sẽ nói là I was born in March 1993, được chưa? Tôi sinh vào tháng 3 năm 1993. Được Ok. chưa? Ok. Tôi đã, tức là cái việc anh sinh ra, có phải là anh đã sinh ra và anh đã kết thúc cái việc sinh ra vào tháng 3 năm 1993 rồi đúng không? Chứ không thể là mẹ Rồi. anh cứ đẻ 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 mãi từ năm 1993 đến bây giờ đúng không? Ừ. Hay là tôi đã học ở trường cấp 3, anh học ở trường cấp 3 gì? Cấp 3 Mông Dương. Ừ. Cái gì? Mông Dương hả? Ừ. Mông Mông Dương. In Mông thôi. Mông Dương High School đấy chưa? High School. Là học sinh của Mông Dương.
Tôi đã học tại trường Mông Dương được chưa? Mông trường cấp 3 Mông Dương. Thế trường cấp 2 anh học trường gì? Nguyên trãi. I study in Nguyễn Trãi. Trường cấp 2 là gì? Secondary school. Secondary school. Đều là trường học, anh tưởng cứ high school đi chứ. Không. High school là trường cấp 3. Rồi. Tiếp. Secondary school là trường cấp 2. Thế anh học trường cấp 1 ở trường nào? Có chứ nào? Thế anh nhầm rồi. Cấp 2 là trường Mông Dương, cấp 1 mới là Nguyễn Trãi. Thế cấp 3 trường nào? Cấp 3 là gọi là cũng gọi là người ta gọi là trường Mông Dương đấy. Nó không có tên, nó chỉ bảo trường Mông Dương thôi. Thế kệ đi, nói chung cấp 2 cũng Mông Dương mà cấp 3 cũng Mông Dương đúng không? Kệ đi. Kệ đi, kiểu lấy ví dụ thôi mà. Tiếp, tôi học ở trường cấp 1 là trường Nguyễn Trãi đúng không? Thì là I study in Nguyễn Trãi Primary School. Chà. Primary là trường tiểu học. Trường tiểu học. Nào anh đọc lại cho em nhé. High school. High school. Secondary school. Secondary school. Primary school. Primary school. Rồi, sau high school thì mình có từ college là cao đẳng đúng không? Và university là đại học. Đại học. Được chưa? Institute là học viện mà thôi, những cái từ gọi học. Nhớ nhá, high school cấp 3 nè, secondary school là cấp 2 và primary school là cấp 1. Thì có phải là cái việc anh học ở trường Mông Dương ở cấp 3 là anh đã bắt đầu học và anh đã kết thúc rồi đúng không? Và cái cấp 2 Mông Dương này cũng đã bắt đầu và đã kết thúc, và trường tiểu học Nguyễn Trãi cũng là đã bắt đầu và đã kết thúc. Tức là nhớ nhé, những việc đã bắt đầu và đã kết thúc trong quá khứ. Được chưa? Và có phải là hiện tại đơn thì nó sẽ có hai dạng động từ, là động từ, hai dạng động từ mà mình học là gì? Hai dạng động từ. Động từ to be và động từ thừa. Đúng không? Động từ thường. Có phải động, bây giờ em đang nói về, nói ôn lại một xíu về hiện tại đơn nhé. Động từ to be ở hiện tại đơn thì sẽ có cấu trúc nhà chủ ngữ cộng gì? Chủ ngữ cộng am I, với gọi là am I, o. Rồi, cộng với lại tân ngữ phía sau được chưa? Câu phủ định thì sẽ là chủ ngữ cộng am, not, is, are, not, cộng với lại not, cộng với lại tân ngữ. Câu hỏi thì đảo gì? Am hoặc is lên đầu. Đúng rồi, are lên đầu. Sau đó cộng với lại chủ ngữ cộng với lại tân ngữ được chưa? Rồi. Thì đây. Đây. Ủa anh có nhìn rõ không đó? Cố là nhìn được. Cố là nhìn. Ủa chứ thì phải bảo em chứ. Ủa em tưởng cỡ 28 là nhìn rõ rồi. Sao em cứ cho cái cỡ mặc định 3 mấy đi. 3 mấy hả? Được chưa? Rồi ok. Đây là thì hiện tại đơn. Đây em đang nói về động từ to be trước nhé. Tiếp thì bây giờ quá khứ đơn. Lúc này mình còn dùng amia nữa không? Quá khứ đơn. Mình còn dùng amia nữa. Chắc chắn là mình sẽ không dùng amia nữa rồi mà mình phải dùng was were. Được chưa? Chủ ngữ cộng was. Cái này đọc là was. Was. Còn cái này đọc là were. Được chưa? Cộng với lại tân ngữ.
Và câu phủ định thì sẽ là gì? Chủ ngữ Động từ cộng were was not, viết tắt là wasn't, được chưa? wasn't Hoặc weren't. weren't 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 cộng với lại thân ngữ, được chưa? Tiếp, đó. câu câu nghi vấn thì đảo gì lên đầu? Đảo đảo góc à? Was was và were lên đầu, được chưa? Rồi. Sau đó cộng cái gì? Ngữ cộng tân ngữ. Chủ ngữ cộng tân ngữ. Ok. Thì ở đây nhá. Ví dụ đi. Cho ví dụ đi. Dạ, từ từ. Ở đây nếu chủ ngữ là ai thì to be là gì? To be là ai? Em. He, she, it. Và danh từ số gì? Tổng Thì is. Còn you, we, they và danh từ số nhiều thì cộng với lại are. Rồi, ok, good. Tiếp thì bên này chủ ngữ là số ít. Số ít thì mình cộng với lại gì? Số ít cộng what? Words. Words. Đúng rồi. Còn số nhiều. Wow, Were. our. Were. Ooh. Sao hai cái đọc với nhau thế? Một cái là words, một cái là were. Được chưa? Was. Đúng rồi. Were. Thế nếu bây giờ em có là tôi thì mình sẽ đi với was hay là were? Was. Were, đúng rồi, tôi là một người đúng không? Tiếp, chúng tôi thì sẽ là was hay were? Were. Were, được chưa? We were. Đúng rồi. Họ, they gì? They were. They were. Anh ta? He was. Đúng rồi, he was, được chưa? Đây là cái động từ to be thì nó không có gì quá là khó đúng không? Ừ, rồi khó là ở động từ thường. Động từ thường ví dụ như là run, play, laugh. Laugh là gì? Laugh Laugh là là cười, cười to ha ha ha. Còn gì? smile là gì? Cười bé. Cười mé, cười mỉm, thấy chưa? Cry là, Không. rồi sign là gì? Không nhớ. Ký tên, thấy chưa? Ừ, đó, những cái động từ như vậy. Đỗ xe là gì? Park. Park, thấy chưa? Cái chỗ đỗ xe gọi là park gì? Parking gì? Parking. Parking lot, Parking lot. được chưa? Park là đỗ xe. Thì những cái động từ thường là những cái động từ như thế này. Thì bây giờ ở hiện tại đơn thì nó sẽ là có vẻ là chủ ngữ cộng gì? Hiện tại đơn á Ừ. chủ ngữ cộng với cả động từ Động từ làm sao? động từ thường Động từ thường thì làm sao? động từ thường Nào, một là động từ để nguyên, bước nguyên thể. Hai là động từ thêm gì? chia ép. Ừ, S hoặc ES. Cái này khỏi nói lại nhá. Khi nào chia S và ES? Khi nào chia thì nó là số ít. Khi Đấy. chủ ngữ là he, she, it và danh từ số ít, được chưa? Rồi, câu nghi vấn, à câu phủ định thì nói sao? Là phủ định chủ ngữ cộng với cả động từ cộng từ cộng cộng đúng để anh nhớ lại nữa. Phủ định gì Ừ. thì thêm nó vào sau Tóm à lại. đông 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 Rồi, do đúng not hoặc là không does not, được chưa? đó. Does not. Cộng với động từ làm sao? Cộng vào luôn từ không chia Rồi, cộng động từ nguyên thể. Rồi,
Tiếp, câu phủ định, à câu nghi vấn thì đảo gì lên đầu? Đảo đu đưa lên đầu. Do hoặc does lên đầu. Cộng với lại chủ ngữ, cộng với lại động từ không chia được chưa? Rồi, bây giờ anh nhìn vào cái sơ đồ này nhé. Nó có blank, ok. Ở đây, em có một cái động từ nguyên thể là từ do. Thấy chưa? Để em viết to lên đó. Thấy chưa? No. Thì do dùng khi nào? Dùng ở hiện tại đơn đúng không? Hiện tại đơn khi chủ ngữ là gì? I, you, we, they và danh từ số nhiều đúng không? Thì mình sẽ dùng do. Còn nếu nó là he, she, it, danh từ số ít thì sẽ chia thành gì? Chia thành gì? Does. Đấy là ở hiện tại đơn thôi nhá. Được chưa? Does. Còn ở quá khứ đơn, quá khứ đơn thì cái từ do này mình phải chia thành từ gì? Cái gì em nói là quá khứ đơn thì từ do lúc này mình biến thành từ gì? Do was. À quên, where. Không. Do là làm là động từ thường mà, còn hiện tại còn to be nó là động từ to be, khác nhau mà. Động từ to be nó chỉ có ba nghĩa là thì, là, ở thôi. Nó đâu có nghĩa là làm đâu, đúng không? Thì do nó là động từ thường mà. Do quá khứ đơn là did, nhớ không? À nhớ rồi, nhớ did. Và does quá khứ đơn cũng là does nhá. Okay. Tức là ở trong hiện tại, anh ta làm, tôi làm. Đây, ở trong hiện tại thì có phải... Ở trong hiện tại tôi làm là I do đúng không? Đúng rồi. Anh ta làm là he does đúng không? Rồi. Cô ấy làm là she does đúng không? Rồi. Lan và Mai làm thì là do hay does? Thì là do. Rồi. Bây giờ sang quá khứ. Quá khứ thì chuyển thành gì? Tôi làm là gì? I did. Đúng rồi. Từ từ để em bỏ một cái này ra. Rồi. Tôi làm thì là I did, thấy chưa? Anh ta làm là gì? He did. Đúng rồi, he did. Cô ấy làm? She did. She did. Chúng tôi là Lan và Mai làm? Lan và Mai did. Đúng rồi. Tức là sao? Ở hiện tại đơn thì mình phải phân chia ra là do với does đúng không? Ừ. Còn ở trong quá khứ đơn thì sao? Tất cả đều chia là did. Did, được chưa? Ok. Nó cũng được. Dễ đúng không? Mình không cần phải chia động từ, đúng không? Ừ. Nhưng nó sẽ không cho mình dễ dàng như vậy. Đây thì trong quá khứ đơn đây, thì bây giờ cái chủ ngữ lúc này cơ trong câu khẳng định của quá khứ đơn, từ quá khứ đơn câu khẳng định sẽ là chủ ngữ cộng với lại động từ thêm gì? Động từ thêm es. Không có es, thêm ed. 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 Hoặc động từ làm sao? Bất quy tắc. Nhớ không? Anh nhớ động từ bất quy tắc là gì không? Động từ bất quy tắc. Em nhắc lại. Tức là bây giờ nhá. Đây. Bình thường đây là cột quá khứ. Đây là cột hiện tại đơn nhá. Cột bên này sẽ là cột quá khứ đơn nhá. Thấy chưa? Thì bây giờ em có từ từ chơi là gì? Play. 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 Thì đã chơi sẽ là played. Thấy chưa? Ừ. Thêm ed nữa thôi. Played. Thấy chưa? À. Tiếp. Em có từ listen là gì? Listen là nghe. À. Thì đã nghe sẽ là listen thêm. Ed. Ừ. Listen. Rồi, tiếp. Em có từ watch là gì? Xem. À, thì em có từ watched là gì? Đã xem. Rồi, em có từ... từ gì nữa nhỉ? Stay là gì? Ở lại. Ở, đấy chưa? Còn từ stayed là gì? Đã ở. Đã ở. Còn từ live là gì? Sống. Rồi, từ lived là gì? Đã sống. Tức là... cái quy tắc chung của thì quá khứ đơn là gì? Thêm gì?
Daddy. thêm ed đúng không, dễ đúng không? Ờ. Ừ, dễ, nhưng nhưng Khó. nó chỉ là một cái ấy thôi. Tức là Ừ. đây được gọi là những động từ có quy tắc. Có quy tắc là sao? Cái quy tắc của nó là gì? Thêm gì? Thêm nghe. À, quy tắc của nó là thêm ed, được chưa? Nhưng không may là chỉ có 40% động từ có quy tắc thôi, còn lại là nó bất quy tắc. Mà nó đã bất quy tắc tức là không theo quy tắc là mình phải học, học gì? Ok. Học thuộc lòng, được chưa? Ok. Ví dụ, ví dụ đi, từ do quá khứ đơn là gì? Đu Đúng đu á là đứt. rồi, đứt. Chưa, đứt. Go quá khứ đơn là gì? G. À G. Là gì? Là Went, ừ. được chưa? Went. Ừ. À. Từ take là gì? Quá khứ đơn là Talk. took, được chưa? Là Sit là gì? Ngồi đúng không? Quá khứ đơn là Stress. Stress. sat, được chưa? À. Keep là giữ. Quá khứ đơn là gì? Đó. Kept Kept. không? Rồi. Give quá khứ đơn là gì? Đó, từ gather. Gave, được chưa? Đọc lại cho em nhé. Did, It went, went took, took sat, set kept, kept gave, grief. được chưa? Gave, đây là give. Rồi, tức là trong quá khứ đơn á thì bây giờ đây em lại viết thành một cái bảng nữa cho nó dễ nhìn. Blank. Ok, có phải là em có từ play trong hiện tại đơn, cái từ play I you we they thì sẽ play không chia đúng không? Đúng không? Sang với hiện tại đơn mà đi với he she it thì play phải làm sao? Thêm, Thêm em. đúng không? Và đây là I, you, we, they, đây là he, she, it nhé. Đây, để em viết lên đây luôn. Cột này, tại tại nếu mà giảng không thì cũng được, nhưng mà kiểu em sợ anh nhìn lại xong là anh không hiểu ấy. Mà gì nhỉ? Hôm nay mình nghỉ trước nửa tiếng em nhé. Dạ. Là mấy giờ nghỉ nhỉ? Bây giờ nghỉ được rồi đấy. Bây giờ hả? Ôn nốt xíu 5 phút nữa được không? Cho nó nốt bài ấy. Giờ anh đi Em làm hả? giờ Giờ anh đi làm hả? không phải còn ăn uống nghỉ ngơi nữa, tiếng còn đi làm nhá, thì Ừ. K3 ấy. À em quên mất K3 là làm đêm đúng không? Vậy câu phủ định là gì? Chủ ngữ cộng gì? Do does thì Đó biến thành gì? Do da thì biến thành gì? đu đứt Đúng rồi, đứt, đứt, đứt thêm gì nữa? nó Did not cộng với verb lúc này còn chia nữa không? không chia Đúng rồi, good. Tiếp câu nghi vấn đảo gì đầu, do da biến thành gì? đu đơ đu cộng chủ ngữ Nào 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 nào, áo đây là hiện tại đơn của mà. Sao lại were? Em đang viết hiện tại đơn sang đây để anh dịch sang quá khứ đơn cho dễ nè. Bây giờ anh chỉ cần dịch do da chuyển thành gì? thì là word Không. à mà đứt Đúng rồi, did cộng gì nữa? đứt cộng với cả chủ ngữ Rồi, và cộng với verb gì? cộng với gấp Rồi. không Yes thì là chủ ngữ phẩy gì? cộng giết đứt Rồi, no thì sao? nâu là đứt nó Rồi, chủ ok. ngữ là Good, good, good. Rồi, xong nhá. Lưu lại nhá. đứt nó. Ok Rồi, em thì lưu em OBS. cứ gửi cho Dạ, em dạ. vào cái